Xin chào các bạn, đây là cái thùng máy khách hàng sử dụng phần dựng phim Lumia các bạn, ở dựng phim Full HD thôi các bạn, nên nó cần cấu hình cũng tương đối thấp, không cần quá cao. Đây là cái men MSI X99 Slim Plus các bạn, RAM 32GB gồm 4 thanh 8GB ha. Cái cầm hình đây là cái kẹt GTX 1060 bản 6GB của Balis Extreme các bạn, nó có LED này nè, nó có thể đổi màu được. Fan servo thì rất là hầm hố, mình rất là thích cái fan này. Đó, thì hôm nay khách sẽ nâng cấp lên cái cặp màn hình là GTX 1080T của Evega các bạn, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ khui thử cái cặp hình đó ra nha. Đây là các bạn, Evega GTX 1080T 11GB các bạn ha, CUDA là hơi bị nhiều nha các bạn, sử dụng rất là tốt cho cái Premiere hoặc là After Effects đó các bạn. Cái cặp này là hàng đã qua sử dụng ở nước ngoài các bạn, còn bảo hành khoảng 200 mấy chục ngày, gần 300 ngày các bạn, ở bên Mỹ ha. Cặp này gì đây? Cặp này giống như là cái này giống như tà lịch các bạn, dán lên tường cũng đẹp á. Khổ nó khoảng 1 mét các bạn. Đĩa rubber kèm theo các bạn ha. Cái này là cái miếng đề can này cũng thú vị ha. Các bạn thấy đóng hộp rất là đẹp các bạn, mốt xung quanh hết. Đó, có khắc cái chữ Evega trên mốt mà các bạn. Wow, đẹp không các bạn? Mình thấy rất là kích thích ha. Và tất nhiên là cái chữ Evega GTX 1080T này nó sẽ sáng lên đó các bạn. Cái cạc này cần hai đầu nguồn phụ 8 pin các bạn ha. Phía sau nó có lắc lắc nè các bạn. Rồi, cổng kết nối thì nó gồm có 3 cổng DisplayPort 1, 2, 3, một cổng DVI dual link và một cổng HDMI nữa các bạn. Bây giờ mình ráp vô mình in driver cho khách là xong các bạn. Nâng cấp lên rất là dễ dàng và thoải mái ha. Xin chào các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc update cái cặn hình từ GTX 1060 mã 6GB của Balis Extreme lên cái con Evega GTX 1080T các bạn. Thì cái con này nó có dung lượng VRAM là tới 11GB các bạn, GDDR5X á. Mà CUDA core nó rất là lớn các bạn, 3584 CUDA core. Và nó sử dụng hai cái đầu nguồn phụ 8 pin các bạn. Thì tổng quan một cái máy dựng phim ở mức độ cũng gọi là nâng cao một xíu các bạn, thì nó gồm cái con CPU Core i7 các bạn, 59 MHz, 632 luồng, RAM là DDR4 32GB, một ổ SSD M2 Samsung NVMe các bạn, 256GB, một cái ổ SSD 500GB Phantom Blue để chứa sụp và HDD để chứa dữ liệu là 3T các bạn. Các bạn có nhìn đây màn hình các bạn ha, các bạn thấy tốc độ đọc ghi của SSD Samsung NVMe nè các bạn, SSD ổ cứng 3T ha, và cái tên GTX 1080T nè các bạn, rồi 7950K các bạn ha. Rồi clip mình xin tạm dừng đây các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, vui lòng sub đi ủng hộ kênh mình nha các bạn, có góp ý hay thắc mắc gì các bạn vui lòng comment bên dưới ha, mình sẽ cố gắng trả lời sớm. Xin chào các bạn.